Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum các bác nha. Đây rồi, xong rồi đây. Em còn một ít cái con máy này nữa. Đấy, còn một ít máy này nữa các bác nhá. Còn ít máy nữa, bán nốt cho các bác nhá. Đấy, thì cứ vệ sinh xong là đóng bọc như thế này là sẽ gửi cho các bác này. Đấy, vệ sinh xong, đóng bọc như này gửi cho các bác. Con máy này thì cũng chẳng có gì nói, con vệ sinh thì chẳng có gì vệ sinh nhiều các bác. Bởi vì nó đắt 2021 thì nó gần như mới thôi nhá, không khác gì máy mới đâu các bác. Đấy, nó chẳng khác gì máy mới đâu. Các bác nào có nhu cầu thì cứ alo thôi. Bác nào có nhu cầu thì mùa này nó giá đang rất là tốt. Đấy, đến lúc mà đến mùa thì các bác tranh nhau 2 triệu rưỡi, 2 triệu 3 những cái này bác tranh nhau không có để mua. Bây giờ em đang bán giá rất là tốt các bác nhá, 1 triệu 8 thôi. Đấy, miễn ship toàn quốc cho các bác luôn, miễn ship toàn quốc cho các bác luôn. Các bác cứ thế mà chơi thôi. Điện 100V các bác nhá. Đấy, một con IS Ozama. Đấy, lọc không khí, hút ẩm và quạt sấy. Đấy, và các bác có thể tích hợp làm quạt bình thường các bác nhé, ba chức năng. Hiện tại này em đang cho chạy quạt bình thường này. Đấy, quạt này không có, đang không có sấy, không có hút ẩm. Đấy các bác này, đấy này. Đấy, mùa nóng thì mùa lạnh thì các bác, mùa lạnh nồm thì các bác có thể tận dụng làm vừa làm hút ẩm vừa làm sấy được luôn các bác. Đấy, cho nó rất là hay ho. Hoặc là các bác để ở trong phòng thì nó sẽ tỏa ra cái nhiệt. Đấy, nó sẽ tỏa ra nhiệt bởi vì cái này nó được 90 độ thôi nhá, 90 độ các bác có thể quay được 90 độ. Đấy. Nên là rất là ok. Đây, các bác có thể chỉnh tất cả mọi thứ. Mùa nóng bình thường mình thì các bác có thể để cái này tối để làm quạt luôn. Đấy, tối để làm quạt luôn, không cần phải cái quạt nữa các bác nhá, không cần phải cái quạt nữa. Đấy, nó có chức năng nó quay như quạt này các bác. Nhưng mà nó cái loại này nó mát hơn quạt đấy các bác ạ, nó mạnh hơn quạt đấy, công suất nó mạnh hơn quạt đấy. Đó. Thì giá của một con này chỉ có 1 triệu 8 thôi. Mà hút ẩm 5 lít. Đấy, hút ẩm 5 lít các bác nhá. Nên các bác yên tâm xài con này. Đây này, em đang hiện chế độ quạt thôi, em chỉ để chế độ quạt và hút ẩm thôi. Còn đây là có, sẽ có chế độ là hút ẩm này thôi này, hút ẩm mạnh vừa nhẹ này. Đấy, còn đây là chế độ 2 tiếng, 4 tiếng và 8 tiếng. Đấy là hiện giờ các bác nhá, thì đúng thời gian đó nó sẽ tắt đi cho các bác. Còn cái này các bác có thể phá lên trời, các bác không thích thì các bác phá lên trời, các bác muốn phá đi đâu thì phá này. Đấy, thích phá đi đâu phá. Đấy, làm sấy quần áo thì bao ok luôn. Đấy, con này thì nó là sấy nhiệt các bác nhá, sấy nhiệt các bác nhá. Con này là điện áp 100V, công suất của nó là 590W. Bữa trước thì bác là bảo, các bác hỏi em là của con này nó là hút ẩm mà sao anh không thấy cái học nước đâu. Thì đây các bác nhá, học nước đây các bác nhá, học nước to chả bá lửa luôn. Đấy, 5 lít các bác nhá. Đây, học nước đây. Đấy, học nước đây các bác nhá. Đấy, nhiều bác này cứ hỏi thắc mắc là cái học nước đâu. Thì đây, học nước nó ở dưới đít đây các bác nhá. Học nước nó ở dưới đít đây. Đấy, học nước lưu ý nha, nó sẽ có hai cái khe. Khi mà đẩy thì mình đẩy hai cái khe nhá, khi nào nó vào thì mới đẩy được các bác nhá. Đó. Giữ. Giữ vào hai khe. Bạn đẩy vào thôi, một tay khó làm quá. Rồi, đấy thì cái này nó cũng đơn giản thôi các bác. Nó có hai cái khe ở dưới thì các bác cứ thấy hai cái đường, nó có hai cái rãnh. Nó hai cái rãnh thôi nhá, đẩy vào là xong thôi. Đấy, đẩy vào là xong thôi. Đó. Rồi. Đây. Thì con này là Izit Ozama các bác nhá. Izit Ozama. Đến từ thương hiệu Trung Quốc xuất Nhật. Đấy, tất cả máy hút ẩm dù là block hay là nhiệt đều là của Trung Quốc xuất Nhật hết. Kể cả chân voi cũng đều là của Trung Quốc xuất Nhật hết các bác nhá. Bác nào lấy thì alo nhá. 1.800.000 các bác nhá. 1.800.000 bao ship toàn quốc các bác nhá. Đấy, bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Bác nào lấy thì cứ alo nhá. Bởi vì con này nó cháy, các bác đến mùa là nó cháy hàng rồi các bác. Tầm này các bác mua rất là tốt rồi. Sản xuất đời 2021 thì nó rất là mới các bác nhá. Nó rất là mới. Đấy, nó rất là mới. Các bác mua khỏi phải lăn tăn. Thì số lượng thì còn ít thôi. Các bác nào có nhu cầu thì cứ alo nhá. Chốt đơn thì alo em nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Nếu cho em xin một like, đăng ký kênh ủng hộ nhá. Chào các bác ạ.